chúa Lục Nghị cung nương sắc phong nga, tiên chúa Lục Nghị cung nương vốn phong trần thị nga sinh trên non ngàn. Chuẩn y công y chúa ngương bà giáng miền Lạng Sơn, bao mộng triệu ra môn y trần thị điền phà tính nghi đích nghi thì anh thư non ninh an đề mây bạc nhờn nhớ. Tròn bóng nguyệt nề đêm tầm khôn sánh mà nhác hình tiên ngờ cánh quinh nghi ngương lầu lầu ngọc tuyết phủ ngương nghi kinh nghi các thường nhân gian na tiên nhạc khí vang lưng dày đất Huệ hương nghìn đồng nghề vàng phất mười phương phúc lành nghề đưa tới trần nên đường mà linh lương bảo nhau ấy mang sự nghĩ sở cầu như ý so với ngọc vàng mà phú quý nào hơn thò lên nên ác nghi lặng mấy cơn hỏi đưa thân đi thoát đi vừa tròn mười lăm dừng nhạc lên bóng trên tòa nhật đương thời loan phá đền sông dương ở ý ngà
ngày mang chúc băng giang, mang chè mang nước trà vàng cơm lam, có phèn xuống ngay đi 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 ngà. Sông đang mê lục bà đang muốn hồ bộ vương, nhắc trông lên, nhắc nhắc trông lên tựa sang thân kiên. Sông đang trầu mùa xin vàng khoan thai, thắt rắc đường đài mạc ngắn phạt dài, thắt rắc đường đài bên ngắn bên dài. Từng đài và ngắn phạt dài, sông đăng trầu múa diên vàng khoan thai, soi cho quốc phương dân thường, soi trong Nam Việt mà bốn phương thái hòa. Trong non nước nơi bốn mùa nở hoa, sông đăng thần sáng tỏ gần xa, đường đường lục đạo chấm lấn đi mọi loài, soi đường lục đạo mọi loài chấm trời mây hực thở chung ơi, núi cao thì mặt núi mây lưng trời mây hực thở chung. Sáng người tiên nữ hôm nay về bàn đền đây, kìa là sông đăng ngay thấp thoáng xa xa, sông đăng mê lục đăng mùa chờ các bạn yên, soi cho quốc vũ dân thường, soi trong Nam Việt nề mà bốn phương thái hòa. Dạo chơi khắp trăm khe ngàn suối, khúc tranh đào bông hoa bưởi hoàng dâu, đôi tay tiên bạc tia lá tin cành nghề. Về giang lân có tin trầu xuống đền sấm dương địa linh nhân thế, mang ấm no cho mọi nhà, ánh tâm thành sẽ vang an, ban cho được ấm no cho buồn cho bán khắp nơi đi trần gian. Trần gian ai biết châu lục ngàn tội sai thập nhị tiên nàng tới nơi, chuồng ba tiếng một hồi trống rừng, bộ sơn thân thì trồ hùng
nghi hoa chư vị nàng tiên, hoa lan hoa phúc ni, bông hoa sen hoa hồng ni. Cho muôn nhà được một gốc sai hoa, trong khi xanh phách mấy cầm ca sai ngôn tất tín xin chỗ ba ra ân độ ổ cho họ Trần được trường xuân. Ý ngà tài cho mình ban ra bốn phương tụ hội để ta nơi tháng này, ban cho tiền tố lụa dày bồng lộc cho lắm về đền sâm dương cho nhiều, ban cho mà được giải nhật sang kiều. Ban cho họ Trần thì đường giải nhất sang kiều, lộc tài tròn kiều hơn năm ngoài năm xưa. Họ Trần đi lễ bái phục thờ 30 mùng 1 14 hôm rằm, 30 mùng 1 đi hôm rằm 14. Hãy sống mô nay về bề sở, chốn thù ân thì quê ở thiên thai, có bèn chơi thành bồng lai. Khi ta núi biết lúc mà vào hàng mây, khi ra núi biết là vào hàng mây. Hỡi ai hãy hiện hình mà biến tướng, tướng với nàng thì ngày tháng dòng chơi. Tuy cao bóng mát thì tôi gặp người thanh lịch là thời nhân duyên. Tính người thanh lịch là thời nhân khăn làm áo lục tinh cưa kiềng vòng hoan ngọc nhợn nha người ngàn vẻ đoan trang ai nào dám tỏ tiếng anh linh tả đức tiếng vang chủ lục thông dòng mê cốt cách đi qua đàn con treo vĩnh
so bằng kim môn ngọc bề, vẻ sân nào mà chẳng quá ưa. Khăn làm áo lục tinh ưa ý nghi ngà. Khăn làm áo lục tinh ưa kiềng vòng hoan ngọc bề, bà nhớ nhà người ngà. Vẻ đoan trang ai nào nề dám đò, tiếng anh linh đà to tiếng vang, thong nghi dòng mà cợt để khách qua đàn về. Chủ lục cợt khách đi qua đàn, nhắc đi trông tựa thể ô tiên nàng nguyện nàng. Khi hội họp dăm ba cô thổ mạng, hiện ra người già bán hàng trôi trên sơn lâm, thì rừng văng người bóng người. Dạo gót lên non thời gian ấy người bình bát nàn đại tướng đông nhung nghi hình mời chỗ tám mi nghi bát nàn đền tiền là trang kiệt nữ anh hùng, đôi vai nghĩa nước tình nghịch chồng nghề ý đà. Đi cờ đuổi giặc mà chiến công lưu truyền. Năm 43 kỷ nguyên nay thứ nhất nên Đông Hán tràn sang nghi cướp nước nghi ta, tội gây trời đất không nghi tha. Tôi gây
tha, sát đi phụ giết phụ bà để bao nhà con nát tan. Dân đi khắc khỏi ngày đêm mong mỏi, ai là người lo đánh đuổi thu chú phường lâu. Đất ni ấy vua hùng có ông vũ chất, người vốn dòng nhỏ ra gần xa độ nạn. Hoàng thị mầu kết bạn đi trăm năm, quỳnh giao hoa nở một bông. Ông ấy bà hòa nở mà năm mi mong tháng chờ. Trung thiên phật làm con hiếu kính khiên nhường, có lẽ đôi con tôi đâu chịu nhục trả thù và đi báo phục thù cha. Con ra đi bốn bể là nhà, bắt đi danh hàng đầu. Có tình thư lòng suốt canh thơ, ngày ngày luyện tập danh dầu ba quân nên ứng ý à. Dành cho nữ kiệt đường kim hoa quanh nguyệt rạch mây, quân tô định bạc phía kinh hồn giặc nhà Đông Hán không còn một tiền. Tiên la cảnh ấy tính tâm nấp sau tam bảo, dần dần mới thiết đi lòng lo nghĩ thù nhà nợ nước. Bao dân lành chẳng được yên thân, tiền đi là chiêu dụ nghĩa quân tích được luyện kinh nghiêm cùng dân đi dẹp thù. Lại lên gò núi cao, ba cây trúc là ai? Lên gò núi cao. Hợp nghĩa binh ba đạo bầy đồng, phục nương thời là đại tướng tiên phong. Ba quân xâm độc uy dẹp tan quân giặc sắc phong ni bát nàng, dẹp tan quân giặc sắc phong ni bát nàng. Kéo quân về ngã ba đồng mò, giặc điên cuồng cờ đỏ vây quanh. Lệnh nghi truyền hiệu triệu khắp thành, thù nhà nợ nước đi quên mình sùng pha, thù nhà nợ nước.
vắng nghe cánh ba lạnh lẽo hạt mưa rơi mà nặng chịu ngàn cân gươm thề tuốt kiếm lồng tay lầm dầm khấn nguyện hỡi đất dày mà trời cao có thấu đông phân tư đào liêu yếu hận thù nhà mà há chịu khoanh tay phạm hương chàng hơi có hay chứng nghi cho lòng thiết minh dài bầy tất son khấn ni xong ni chầu đốt ni xác quân ni thù thung ni dung ni bước nhẹ mà trời vừa vàng đông quân mã viện ầm ầm mới kéo tới bùa gương đao phơi phới cờ bay hùng thiêng mà gặp vẫn không may lẽ đâu lại để rơi vào tay quân bảo lấy kiếm bạc nghề thân ninh đào tự sát mà gốc thông kia còn ghi tạc sử xanh bát nàn nghề đại tướng hiển danh nghề tháng nghi ba ngày 17 năm nhâm nghi dần mà về tiên ninh ôn lại tích xưa bao năm dài nắng dầm mưa công ơn mùa thùa thay giang ấy ngồi cùng 99 suối bao xa rừng đông biển Bắc Kỳ là nơi châu kỳ và công đồng lâu nhân xa nhiệt pháp rơi mong hơn chư Phật hải hồi tất giáo văn tùy sư ghét tường vân thành ý phương nên chư Phật huyền toàn vân nam mô nhang vân cái Bồ Tát thành ra ngọc diệp danh danh chỗ bé kim chi ngọc diệp mỹ danh danh nghề chỗ bé bắc lệ hách danh nghề phạm trượt ngôi đền thờ châu bé chín ngàn đền thờ châu xanh che phủ ngu xóm làng lư thương đường dốc núi quanh nghĩ có chung điểm mà nước sông thương uốn lượn bao quanh một bầu ngăn nên ngặt nó ngon sạch
một bộ ngắn ngắn nó xanh, lúa xô đã mọc chúng quanh đường đèo. Trên đại ngàn chim kêu vườn hụ bắc lệ ngàn, đông nghi phù sơn đi trang lớn thưa mây nóc nhà xa. Căn đen sao hồ hoài xa tích áo trắng, nhịp chân bước tiên sơn đi vàng thì bắc lệ ngàn phố vị xuôi ngang lắng nghe tiếng hát cung đà. Bàn hôi lồng tông mà đợi ban đầu xuân đi lên à, trời hồi xuân lâm mà đến đi ngày xuân sau, đường dốc núi nghi lối nghi vào trong sơn phước, cảnh non bồng bềnh nước nghi nhược bồng lai vào và ao thắm thơ bài. Mông trên hòa tiêu thiêu nhà nhạc hát ra vang lừng, dạ nhật đương thời loan sáng bên trung đường nghi nghi ngà à. Bài say đôi chiều lục buông nàng vẫn nàng ai mấy vô dòng sơn sang, tinh tinh ngày mắm chút băng vàng bằng chè mang nước trà vàng cường lam có phèn xung tay đi đi ngà, còn phen xung ai đi tìm để mùa nào thức ấy ai mang về ngàn, nhiều khi tại nắng che sương, chẳng quan tâm đường rồi chẳng ngại nước mây, hôm mê này lan ra trở về đây, sơn lâm hồ dễ một cây lên rừng đi. Đăng ai rất thấp thoáng bên lầu, sông đăng chờ bên đăng mộ hồ mộng vương, nhắc chân lên, nhắc chân
lên tượng giang thân tiên. Sáu năm trùng mùa xin vào mà khoáng thai, thắt rắp đứng đài bạc ngắn bạc tài, thắt rắp đứng đài bên mắt bên dài. Lưng đài mùa sông đăng, thắt rắp lưng đài bạc ngắn bạc dài, sông đăng chờ vũ dịu dàng toàn thai, soi cho cơm phú dân cường, soi trong Nam Việt mà bốn phương thái hòa. Từ thành thị tới kinh đô, xoay trong non nước nên bốn mùa nở hoa. Sông đăng thần thấp thoáng cần xa, đường là đường lục đạo trầm lân nên mọi loài. Xoay đường lục đạo mọi loài trầm lân. Sáng người tiên nữ hôm nay về bà đền đây ta. Sáng nghi người tiên nữ đang bay về bà đền đây. Trăm khe ngàn suối bút tranh đào bông hoa bưởi hoa tô, đôi tay tiên mà tia là tin cánh tiền. Yêu mai tài lộc trổ bát, yêu mai tài lộc trổ bát, của mắt kêu van lại lành thương ai tiếp lộc trổ bạc tài. Đôi tay tiên tỉa đang tin cành tháng tài hai lộc mà hài đánh cho đồng nghề chân trổ ta bước nhân nghĩa bắt dịp cầu vinh hoa nhờ song tình bắt đầu ân hà. Kim chi ngọc diệp danh danh châu mẹ bắc lệ bà hách danh phàm trần, vẻ tốt cách thanh tân hiểu điều, nét dịu dàng tương tạo tốt tươi châu bà dòng nghi mà vốn tăng tư trời. Lộc lộc tài trổ ban mang đi cho bốn phương thuần hòa, hòa bình trong năm mới. Cao này áp cao sườn đồi hài hòa đẹp hấp người,
tại chùa mời bạn ra bốn phương tụ hội về ngôi đền dần. Ban cho tiền tốt đường thầy, bồng lọc cho lắm về đền dân dương cho nhiều. Ban cho được giải nhận ba kiều. Ban cho họ Trần được giải nhất sang kiều, lộc tài cho nhiều hơn năm bay năm xưa. Họ Trần đi lễ bái phụng thờ 30 mùng 1 14 hôm rằm 14 chân châu đi dừng nhiều đường lâm đồ linh này này à trông bé cho đền dân là cho đền sống thương đồi núi bao la trên màn hải bông tiên hoa hai hoa mang về đền sấm dương biết bao nhiêu thành đồng chưa mong để ban đêm để biết thành đồng chờ tiên cho vung lên. Chợ sơn lâm sơn chiều đông đúc biết bao thành đồng nô đức nên ban buồn chuông đền vắng vẳng chiều hôm trên sơn trang xin sơn trang giọt quan bán hàng toàn đồng cô bóng câu bao hàng hỏi mua hàng nghỉ trầu hàng chát hàng chua gừng cay mướp đắng ai mua thì màu hàng của trầu không đáng là bao nhiêu. Ngày năm cho 9 hay 10 là ngày phiên chợ đồng đăng nghi kỳ lừa nhanh như chân kẻo chợ về chưa bán hàng hết lại mua hàng về bán hàng hết lại mua hàng về. Chân đi chùa là bước tới đầu gieo mầm nhân ngại bắc cầu mà vinh hoa nhờ song tinh đi sau bắc đầu ngân hà song tinh sao bắc đầu ngân hà như trong rằm tháng tám như hoa nở đầu xuân chầu bà đẹp như tố nữ cung hằng nề. Cây ngoài thương ngươi những ngọt ngào trong tâm mình sớm rong chơi đền kia miêu nọ tối lại về an cỏ đêm
thanh chợt nghe có tiếng hát đầu gành đuổi hát nơi nó đánh xuyên ngàn tung tính có cơm lam thịt thình nem chua vỗ tay theo nhịp mà sạch vô tiếng nói trò trẻ lưu 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 hãy sông ngô nay về bề mở chốn phụ ân thì quê ở thiên thai nghỉ có phèn chơi cảnh bồng lại khi ra núi biết lúc là bao tháng mây khi ra núi biết là bao tháng mây hỡi ai hay hiền hình biên tướng tướng với nàng thì ngày mà sóng chơi cây cao bóng mát nghỉ người gặp người thay lịch là thời mấy nhân duyên gặp người thay lịch là thời nhân chân trù đi dừng nhiều đường lắm đồ minh đầy đầy à trong bé cho đến vầm là cho đến tấm gương đôi núi bao la chín bạc hai bông tiên hoa hai hoa bạc vì để tấm gương này biết bao thành đồng chờ bóng này ban khen để biết bao thành đồng chờ tiền trộn tung lên diệp danh danh chủ mẹ bóc lên bà hách danh phàm trần vẻ cốt cách thanh tân hiểu điều nét dịu dàng gương ngạo nhở nhơ dòng nghi mà phồn phan tung trời chư vị nàng tiên hoa là đoá cúc ni bông hoa sen hoa hồng bạch hoa chư vị nàng tiên hoa là đoá cúc hoa sen hoa hồng hoa thiên lý ngập ngừng em đề đóa mận đào hoa quý hoa ban trăm mỹ hoa trăm sắc vẻ vàng muôn trăm hoa trăm sắc đẹp vẻ vàng trên sơn trang nàng ân cô ái các cô nàng con gái thanh tân đi đua nhau áo chít quầy chân y ngà
trầu giáng lâm, có tiền trầu xuống xuống nơi trần gian. Địa linh nhân thế mang ơn non xóm họ nhà, anh tâm thành trầu sẽ ban an, ban cho được ơn non, cho buồn cho bán khắp nơi đi trần gian. Trần gian hai mình kinh nghiên bắc lệ trầu bồi ly. Người cao thấp cây trên cây tràn ngập màu lam, ngôi đền thờ châu bè chim bạc à, ni ham sườn đồi đàn cá lớn cũng bơi rè nước long lanh nghìn bọc trăng thu ngoài sườn thông đi vang tiếng hát ru ý à. Thổ mường là gốc áng tướng thân khăn thắm đôi nghỉ đầu đứng nghỉ đai kiềm bạc túi trầu à, vai vác bầu xuôi khe dân hai sao đầu trổ cài châm nhịp vòng kim cương tam khơi lồng tay hây hây mà mặt mì nước vơi đầy à, trầu bé xinh đẹp như hoa mới nở trước ngày đầu xuân. Tuy trầu bé đương tuần để trăng đổ, phép sơn trang đức tổ ban truyền, có phép ti nghiên nay núi truyền hàm à, lấy núi truyền ngàn
biến ra người mát, người tày người kinh trần gian, không biết xem hại hùng. Trần gian không biết xem nên hãi hùng, ai ai cũng đều sợ phép trù. Bé người đùng trên tình Lạc Sơn vào hoa áo thắm thử bài. Dân văn tống tình khuyên mời thỉnh tiên trù, bé bà già nơi bàn đền, nơi đền thờ Sơn Lâm công chúa, Bắc Lệ Ngàn Đông phủ Sơn Trang, vào ra áo thắm thử bài. Thành ra ấy mặt nước lạ lùng, ông bơ tiến lên đi, mặt nước ý lạ lùng nghỉ, rõ ràng ông bơ thoại chân dùng nghỉ khác thường. Loài thủy tộc ăn nghi đua nhau tìm mình đến nương, vượt đền ích vũ môn nề xuất hiện đinh thần long tiến lên mặt nước lạ lùng, rõ ràng ông bơ thoài chân dùng nghề khác thường. Hoàng về ngày hôm nay họ Trần, tôi xin bán tình hoàng về thần hôn nhạc, họ đăng nhạc phục thờ Trần thị có chữ Nam Mô Mù dòng nhạc khai quang thật cờ diều. Hoàng về chứng đan diên thả thích tăng cung giang kim phục hòa thần cận thánh đế tiên trung vương. Tài mã dâng lên kim ngân, tài mã dâng lên.
cây gì bóng đáng kể ngược bên mà thuyền an nho nhỏ giúp ông bơ xuống thuyền lên tiếng du khoan phải đầu trèo lên khoan, khoan, khoan. Trèo lên trên công chúng đi mà vũ trụ ngân hà mười ngày cửa quyền hành nằm trong tay nhớ nhà ông đứng một mũi đứng một thuyền sông quyền luyện các thanh đồng nghề về lễ mộng dân hoa kia là thuyền ai thuyền rồng ông bơ thoải nằm lá cờ vua phong cờ đỏ thượng thiên lá cờ xanh thượng mà mình cờ trắng hoài phù nghi lá cờ vàng sùng phan giao long đi trước cả voi đưa được nghi rồi lại một mình ông nghe phong ba bão táp minh ông lên vực tay trèo ông mới về đến đây xâm dương linh từ nghi họ trần về ông nghe thiết lập đàn đi để cầu lộc cầu tài cầu ra đội bình an cầu ra chúng khang hàng hai ông vương ngắm cảnh đường mà đền xinh cảnh đẹp nề bốn mùa phong thoáng đền xuân dương là bình yên chỉ bên đã đến bờ đến bên ông ơi thiền đà đến bên ông ơi ông sai quân hầu bắt chiếc cầu nói ông lên lề mộng trên nở đề khoan hồng nó khoan đông đình hồ nước bạc nghề long long lanh xôn xao sóng vỗ bên đình gành bên gành trắng in bắt tề tay cũng tiên chuộc chén rượu mừng nay nhớ những tuần sơ sức lên bệ ngọc các cô nâng mời là mời rước ông hoàng bơ rơi cô nghi rồi rước ông bơ hoàng mình sơn bắt tề nhiên chuộc chén rượu đào quan hoàng bơm rơi ai ăn sơi giữa quan hoàng quỳnh yên chuốc nghi chén rượu mời tam bôi dâng lên bệ ngọc các cô nâng mời là mời giữa quan hoàng bơ rơi ô nghi sơi ô sơi giữa quan bơm hoàng ông hoàng bình thường lại
hỏi cung hằng: cung hằng ơi, sao trăng đêm nay lúc mờ lúc nghi sáng, nghi trăng nghi nhớ thương ai, khi khuyết khi nghi tròn. Hay hay bóng trăng còn thương nhớ chi đây, mà bầu phiếu tiên trên tay chưa tàn, ông bơ nỡ chiêng tay sao đành. Thank you.
thầy bộc ác mùi nhang xà nhác trông lên, nhác trông lên bách phần nề phù ba. Thương ai xin đôi nghề một nữ thuyền nan ni nhẹ nhẹ tiếng minh nghinh một bóng ngon chồng quan hoàng ơ lung linh dạo hồ tây nghi sóng minh dập dần nghề nước nghề màu mù mây bát na bát ngát nhẹ nghe ông bơ tôi trọt nề người nghề du lạc thủy mang mang vô hạn cảm ý nghĩ ngưỡng lòng mi tịch tịch nghe thục đồng tâm diệu nghi lưng nghe bầu nghi mong mỏi nghi bạn nề chi âm mê xuân na xuân vắng vẻ anh nghe biết cùng ai ngâm mi hoa tại đâu bao xa con đi đường về đâu đâu bao nghi xa có đền thất thất bảo nên có tòa tả tình kinh dương nề dương mộng đi tuần này ông bơ đi dương thay ra nghe hồ bụng trai út bảo hà hoàng bảy nhắn ai nghe trai út đi bảo hà nín mùi phong nguyệt nín đó là cảnh thần tiên bàn đèn điếu ngô ngô thuốc nghi nghi trà in nghi 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 ô ngô lòng thuốc cống in nghi 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 dân nghi ông in nghi 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 thank you.
hoàng vì ngày hôm nay bán kinh hoàng vì thần môn nhạc khó đăng nhạc phục thọ chân kinh có chữ tam môn dòng nhạc khai quang thập cờ diệu hoàng vì chữ nam thiên ngã thích tặng cung vàng kim phục hoàng thân phật thánh đế tiên chủ vương tài mạng dâng lên kim ngân tài mạng dâng lên văn mộng nghệ chen xích ly các cụ pha anh chàng nghề liền từ uống tùy tâm chú chén ô lòng quỳnh tiên các cụ vào chuông chén trà ô lòng tay
nơi đứng bình mọc để các bạn tiền đứng chèn đi đời giúp ông hòa bận rồi. Tiến thượng kim bàn trà ô long minh, tiến thượng kim bàn cô nâng mơ người thành ngược tăng tình tình minh vị ngọt bùi mà kỳ chân nê a mi chân a mi chân ngọt bùi kỳ chân. Thôi thôi các cô đừng
tiếc nguyệt nề thương nghi hoa. Mau mau lại đây quạt đổ nước pha trà rước ông hoàng bày ý nghi xuân ơi. Mà người tam chân nề thì hồ dễ mấy ai hành, tăng nghi bồng hồ thì ông bảy hẹn bày ghế ông vinh hoa. Đỉnh non xanh khen ai khéo đúc ý bầu nên bầu câu nên bầu một ngày được làm đệ tử ý à, là duyên nhiều nợ nhiều xa cù xa cù linh phán. Khuyên ai ăn ở ý lành cho lành với lành cho lành bảo nhau vun trồng cây đức ý à, ông cho xanh cành bà được tốt tươi sang bù liền phà tươi là được tốt tươi ông cho xanh nghe cành tươi mà được tốt tươi ông cho xanh nghe cánh. Xem trong nhân thế ý à, người được mấy người được mấy người họ chân là người có tâm là người có đức ý à, ông mới đưa về để xâm dương sang bù liền phà dương là để xâm dương nay bắt về ông đi ngồi ôi dương đi để xâm dương nay bắt về ông đi ngồi. Nhân ta
ý Hà Bảo Hà với Hà Bảo Hà chứ nên mùi phong nguyệt đi à, đó là thiên thành thần đi nhiên sang cù sang cù lên phà tiên cảnh thần tiên trên báo mình nghe hà ô y tiên đi cảnh thần tiên trên báo thầy có chữ tề đức năng thăng số mày hôm nay hoàng bề ngài có say một tí vương ưng đợi người ai hay giữ trọn nền đạo làm người đi đến cửa mộng thì lấy chuyện gì là hơn cả ông nhân người phàm trần các kính làm đồng phải chịu nhiều nắng cay ba năm thử lính mà chín năm thử đồng ông khuyên ai đừng có khinh nghi những kẻ bần nề hàn này đừng có khinh nghi những kẻ bần nề hàn cây đức mà cứ vun cho tốt ông cho khỏe và sau này rồi ông mới thông qua quan Nam Tào cùng nghỉ quan Bắc đầu xuống trần gian lão mô ấu chép biên họ Trần hôm nay hiếu thuận tháo hiền ngu nhân tích nghi đức ông bảy xếp viên cho tỏ tường còn bao kẻ ngang cương bao ngược chỉ biết đi hại người ông cho con trước thời to lỗi nhầm nề có tám chi nghi đâu sở quyền ông cho như ý có cầu cho được tòng tâm họ Trần nghe ông ra ông cho nước tiên thì tẩy hết bụi trần thanh cao gây họ Trần được muôn phần thanh cao chữ cương thường treo cao giá học nghề chữ tam tòng tư đức khuyên gì họ Trần hôm nay đặt nề gối tống quỳ bảo hà phiên đông hoàng bảy
phải độ trì chứng nghi tâm. Chân mắt chéo như không mình ngồi xem sách. Ông hút thuốc vào ngưng ngưng lòng quấn thủy, thở khói ra như ra các cầu phong. Ăn đi chơi mà lệch đất nghiêng trời, lên xe xuống ngựa ông vẫy vùng khắp mọi nơi. Cô tiên nàng, cô ngô nào việc ấy mau mau sửa sang đến đây hồng. Tiên cô nàng càng nhìn phá nữa cha đồng linh ấy là vừa ý. Ông bảy gật đầu hô hô ban đi khay. Thay đèn nền xe nga tổ sứ, một bóc tiên chuôi nặng vàng. Dâng hộp thuốc ngang tiên cô nàng bằng, dâng hộp thuốc ngang đem là vừa. Ông đầy hoàng trên đất sơn nghi lâm. Tiên cô nàng tự đốt đi đỉnh nhang trầm, tay cô khêu đèn cho tỏ, tay ông bày cầm điêu thuốc đi nghiền. Dâng hộp bánh tiên cô nàng nằm, dâng hộp bánh nguyên kẹo xìu thuốc lá cảnh tiền lại say. Mì cô nàng sáu tính nết cô nhung mì, đầu xuân thương con đi tuần tuần mát để ông đi chấm đông. Đẩy khúc đàn hồng tiếng cô nàng bày, đẩy khúc đàn hồng miệng ca tay này, đàn khúc âm nghe nó đàn. Cô nàng tám mi dâng nghi chiếc được nàng, hai tay cô tám dài trước ông bảy khen là cô khéo tay. Điều điều tám tay thì cô nàng chính điều điều hai tay, ngày ngày mua một đồ đình giày đến vàng.
lượt bài bông tiên cô nàng mười. Cô vào muốn lượt bài bông, cành bà đúng vào giờ tí. Cô cầm đèn lồng cô bước ra. Quạt nước pha trà cô mười một. Cô vào quạt nước cô pha trà, ấm mi chiên bình ngọc, đôi tay ngả cô dâng lên. Trài chiếu chia bài cô mười hai. Cô vào trài chiếu chia bài, tổ tôm cùng là bánh bánh trắng. Ông bảy ngồi chơi lúc thành nghe nhà. Còn say sương ông lên thiên đình tô đối việc hoa. Thấp thoáng trăng thanh nghi cành hồng, thấp thoáng trăng thanh nghi Nghệ An có đức nghi thanh bình nghi hoàng mười. Thank you.
Phúc thịnh hoàng về ngày hôm nay, ban thịnh hoàng về thần hồn nhạc khó đăng nhạc phục thờ chân kinh có chỗ nam mô sóng nhan khai quang thập cờ diệu hoàng vi chứng đạt diên tạ thích tăng cung giảng kim phục hoàng thân cận thánh đế tiên trung dương tài mạng dâng lên kim ngân tài mạng dâng lên hoàng về tông tốt chép biên tỏ tường phi cho hai chữ trường sinh. Tiếp lộc cho thanh đông
ông cho cầu nên mà ước nghĩ được. Trong gia chúng mà trong gia chúng ông cho chín thuận dưới nghĩ hoàng. Gương con nâng cánh đi chừng hoàng mười thương tình bạc mình đều ở đây xa xôi ở trong xứ nghề nghề. Ông mười cũng về đền Sâm Dương
Để ơn sông hương răng núi ngưng à, chữ câu trường tiền thì bến đi ngựa đẹp long lanh à, nắm cửa ô về thời đô thành nam đàn để sự nghề còn nghe nước xanh tưởng trăng rằm tàn soi đêm trường thần tiên xứng nghề quang hoàng đức danh trung kỳ người ta ngược xuôi nam bắc đi về bốn phương ai cũng vô ta đền ông nghi non kia sâu mòn ơn hoa vẫn tựa vầng nghi dù trần gian không còn vẫn vì thương vĩ hoàng nên ông mười tám lâm đàn tràng bàn tràng hôm nay đèn hoa kín nên đón hoàng ngự vui rượu nồng đất ngây trong men say với lá trầu tay khói nhang đường trần tung đi đàn hòa theo câu hát sắp tay con nguyện cầu chúc kế ta bóng đẹp đồng nghi ngành tiếng chuông thiên còn thấy nghi phong quan hoàng ông loan vang nơi cung vàng mặc áo hoàng dệt gấm thế hoa tay tiên viên công tử thần cầm quạt ba bước chân hoàng đến ngày ngày bên lâu các nàng tiên nữ thương ta yêu kiều đang dâng lên khúc nam thương giọng ngân liếng lô anh vàng đợt lòng hòa xiết bao buồn tân khi xa chốn nhân gian rồi mà lòng còn đầy luyến nữ đây thôi này nghịch vui quá đi nghỉ thôi đón quan hoàng ai về muôn nơi đền tâm vương thì cảnh đẹp quá tươi mây trời mà mừng đi trôi đón quan hoàng ngài ngữ cúi xin ông nhỏ phước cho thanh đồng cho tiếng ca đi cùng đàn cho người trần
chúng con bình an, muôn dân bằng chúng nam phục thờ, người cho con hiền vinh. Đừng người người ai mà có lần may mắn đi ngắm mơ dung nhan đi hòa từ đầu ngày bóng khắp dương gian mới hay trong việc bảo về đến thì có ai bằng ông khi ông già lâm dương đồng đi đẹp dạng ơi sáng như vầng dương người ta đánh nam bắt tinh nghi đông để bà buôn trong nghề vòng mày còn chúng con cứ miệt mài mê say dâng cung đàn tiếng ca xin quan hoàng ngài chứng trong đền nền vang nguy nga nhang khói bay văn đàn dân tiếng ca cầu cho bách gia theo mô về từ đầu cầu quan hoàng mười loạn phá hoàng ban tài cho ghi ông cho muôn dân trong nam việt được bình an chúc cho người ta bóng đẹp đồng sang buôn bán phát tài cho cháu con gia đình bình an nay lộc tài hoàng ban cho các kính trên trần gian cho chúng dân an lành nhà được bình an nay gây ông nhất tâm hoàng gia ngự vui vui với đồng vui với đền vui với đời hoàng vang tiếng cười nhớ mãi hôm nay chén rượu bình mười hai cái nước kinh dân quan hoàng ngây ngất ngất đi ngây tâm một đời con trường gian chúc cho người hoàng bóng đèn đồng sang một năm cát khánh huy nghi mừng mừng nghi quang đi hoàng là mừng nghi quang đi hoàng vui ta gương về trần nở ta ngàn hoa nở khoe sắc phố nhang hương bay ngào ngạt người quân đi tử vâng lệnh tài giáng cử trần gian ban lộc tài cho đồng phố đền mà đấy nghỉ đẹp rằng đền sâm dương lấy đẹp đền trang nhà phong ơ quang trang nhà phong quang có cả đề các cơ tiền tàng đang hồ hồng hồng để quang đi hoàng trung thần sang thật là sang hoàng chiêu lộc cho khắp muôn người khắp bốn phương trời ai bằng quan ý vẻ lịch sự thì có ai bằng quan hoàng mười mà loan đi xa khắp nhân gian nhã nhạc được lừng nghỉ ba một thương ca tấm lòng
chữ hai gương ai dung ống đổ ô tang tình ta họ trần được vinh nghi ô tang tình đời đời họ trần được vinh hoa đời đời ô tang đi bình ta năm thương ngàn năm thương muôn bàn có đời nghỉ sau nghĩ nghĩ thương chữ sau thương ông đồ ô tang tình ta đời đời được hiền tình nghi ô tang tình nghi ta bảy thương ngà bảy thương ông đồ thông minh nghi tam ý nghi ngà thương chữ tam thương ông đồ ô tang tình ta khang đinh trực cửa nhà ông ta nghe tình người ta gió lây ngà gió lây cành trúc la đà chín ý nghi ngà thương chữ chín thương ông đồ nhà nhà được hân nỉ hoa ông mười trấn thủ trong nghề an mười thương ông đồ họ trần giàu sang sang hình giàu mà giàu sang sang giàu ơn trên đi ngon bằng cỏ ơn ơn trên những bề mà yêu nghi trời ơn hoàng họ trần xin nguyện một đời làm con cho tới bạc bạc đầu mà làm con cho tới bạc bạc đầu chim khôn chim đầu nóc nhà con chim khôn thì đồ nóc nhà con cho khôn tầm tư để học vào con nhang khôn đi tìm một thầy con nhang khôn đi đi tìm một thầy chữ đầu lương cả chân dân đôi hán đi hài cô cả tâm âm đi chiêu ngự tiến cô nàng đôi ra theo mồ hầu mà nàng đôi ra theo mồ hầu tiến cô nàng ba thời niềm cùi mà theo sau đất ni lề quê hỏi cô tứ tên trầu quân thuốc lá rước âm nghìn người ơi nàng năm thì vào tân giả gương soi cùng cô nàng sáu đứng ở bên ngoài chuốc rượu hầu ông tin cô nàng bảy thì vào tân ông một đoà hoa hồng cô nàng bảy thì vào tân ông chỉ một đoà hoa hồng còn cô nàng tám phò giá kiều rồng rước ông mười lên còn bốn cô nghi ngờ chứ còn nên bốn cô chỉ múa lượn
xanh nghi tiền. 12 các cụ tiên đứng phò già ơi bên ông võ. Amen. Amen. Dè áng mây vàng trên thượng thiên, dè áng mây vàng tươi con xích được giúp hoàng về chân thủ nghề. Amen.